Cái này có lối vỏ thôi mà. Nhìn trên nó tủng luôn. Đây chậm đốt xong mùi khét thế là trong sao chịu. Mời anh em đi bơi ao nhá, bắt cá nhá. Bắt cá tay không. Để bảo nó phép. Ôi, cái bưởi dưới kia nhiều quả lớn. Cháu mượn xe tí. Mượn xe tí đi ra ngày hôm quay lại. Nhưng cháu phải đi xin cháu. Ra bờ ao xong lúc là tao giả xe cho mày. Nhanh nhá. Ừ. Nè. Nè. Xong ra bờ ao lấy xe nhá. À không, thế thôi chú chạy thôi. Chú tốt. Mò thử nhá. Ừ, có sâu không? Sâu lắm. Ồ. Thế là ông bảng ấy để câu à? Ừ. Câu. Cần câu ông lưỡi này to quá không câu gì. Câu còn lâu mới được có. Bá biết được câu kiểu gì. Câu còn lâu mới được. Đây xem soi cái mồi giun cho mọi người xem. Soi hẳn vào gần. Lưỡi đâu? Đây, câu bằng giun đây đây này. Nhưng mà cái lưỡi này lưỡi câu cá chấm. Câu nào được chú Phi? To quá. Ồ, thế nhà bá này còn có một loại to bùng rồi chả biết được. To hơn à? Cổ nào còn. Loại bé giăng mất hết. Mình câu cá chấm. Bác bảng đâu nhỉ? Kia gì? Cái gì bố ơi? Eo. Bắt thế trai hay là câu? Câu. Ồ. Thôi bắt thế trai đi. Nhạy. Thôi bỏ đi nhảy xuống bắt đi. Thôi bỏ cái đấy nhảy xuống bắt chai chai đi. Bắt chai chai. Bắt xong câu. Thật bắt xong câu. Ờ. Câu giờ còn lâu với cá. Đây nhảy xuống có 3 người đây mà không bỏ được à. Có không? Ao anh Chí có không? Có, ông nọ tao khen cho bắt được nhiều lắm. Ui, thế thì tắt máy đi đã để lội. Thank you.
đừng với chai bụi. Vỏ. Trứng đỏ là chỗ này cũng có, nhưng có vỏ này. Ở kia có một anh. Anh gì? Sáng, đấy là gấu. Mày lội không? Không. Lội đi. Ai à? Nhiều quá. Ha ha ha. Rồi mày thua rồi. Gì gấu nhỉ? Gấu nó có mò đâu, nó làm cái trò gì? Một con. Thằng Ninh nhặt vào cho anh nhá, nhặt. Ninh nhặt đi. Chạy xuống nhặt đi. Đâu? Đâu đây, đằng trong này này, đấy. Quay con tay trai đi. Chỗ đã được một con rồi. Nông bơi mệt quá. Bơi đéo tí nữa lên ao trên mà bơi dưới này nóng tẹt ra. Mệt thế. Hình như là có mỗi chỗ này nông thôi. Ra kia cũng nông. Hả? Chỗ nào cũng nông. Ra đằng ngoài này sâu hơn này. Chỗ sâu nhất thì đến đằng cuối. Gấu. Gấu. À gấu này, gấu. Gấu ấy lấy mặt chìm xuống đi. Chìm xuống. Thần linh là anh gấu nhỉ. Thế thế à? Đây lại được cái vỏ luôn. Thử vào đây xem có con cá nào nhá. Nước ấm ấm ấy. Chẳng nhẽ người ta bắt được 20 con rồi mình bắt được mỗi con à? Chẳng nhẽ gấu không bắt được con nào à? Nãy giờ mình bắn mò đâu. Một cái hỏi à, một con cá con. Ơ, có cá chê ăn à? Lên quay cầm cá chê đấy. Ơ, cá chê. Có con cá nó vừa nhảy ở lưng mày ra. Ha ha ha, nhưng mà hơi bé. Ném lên đây. Nó nhặt đi. Nhặt đi. Thế
tìm xung quanh đấy, bên tay phải mấy. Đấy, đấy, đấy. Tiếp tục ngay. Nào, liệm lên đây để. Tránh ra. Ôi dồi, con ý vào đầu là chết đấy Ninh ạ. Tránh, tránh, thằng Ninh tránh lên trên kia. Ninh tránh nhé. Ba con, tỷ số là 3-0. À, đây có con ở đây. Ừ. Thấy đâu. Hai con rồi, được rồi. Ơ, con cá đâu rồi? Cá mua thả trong chỗ rồi. Rồi, một con cá chê. Ngoài đây sâu hơn không? Sâu hơn tí. Mò ra. Ôi, phê quá. Đụng phải con nào thì bắt cái đấy không? Câu này sao chưa được à? Chưa. Khả năng đụng càng cao. Một lúc hai câu được con thì hai câu được đụng một con thì bơi đây. Bơi đây, mò đây chai đây. Ném vào bờ hết rồi. Ôi! Tao vừa rồi. Đâu mẹ rồi chơi? Ôi ôi. Bồ được con này thì phê. Quấy gì mà say chồng thế? Ui kiểu kiểu say chồng. Một cái gì từ từ. Chạy đây. Mấy con này? Ba con. Ba con. Liên. Chạy thế. Ốc ốc gì? Con trai trai. Con lọ lọ trai bảo con trai trai. Con lọ lọ. Con lọ lọ đấy. Đây là con trai trai này. Chú câu đấy. Ơ, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Bỏ đồ câu mà ăn. Ba ơi, sao cái này vẫn chưa ăn hả? Chưa. Là dây con thì đâu rồi. Con to. Phải chán. Vẫn làm gỗ trong nhà hiển sen nhưng mà nay mưa nghỉ. Chú câu. Em Su Su này, con gọi em Su Su. Này Su Su này, khoe em đi câu đi. Hả? Su Su ơi. Khoe nói gì? Su Su à. Này, nay đừng nghỉ à. Ai cũng mò trái trai ở ao này bác. Nó xuống ao đi trước, có tìm đến ao này. Có, ao anh chị có. Đấy là đâu? Đấy là bắt được ở dưới đấy đấy à? Có nhé. Ai câu rồi đấy? Chuyển sang ao này mà bắt này. Từ từ để cho nó lội cho nó mệt đã. Cảnh ở đây đang đi bắt xem ông bảng câu cá. Thiên à? Vâng. Này. Cái gì luôn? Khoai khoai khoai. Đi nào đi nhạt. Dạ? Đâu hả? Không vào, không vào. Đấy. Đâu hả? Chưa ném lên. Xem nhìn rõ. À, tối gọn nhỉ. Thôi thế nhá. Thôi nó chuẩn bị chứ để chuẩn bị để bắt chưa. Đi chậm thôi đi nhanh. Con to thế nhỉ.
ngay ở bờ đó. Ok. Ok. Cảnh về lấy tí bóng thì bố xuống cái bát. Từ nay tôi đi đâu? Không đấy rồi, chúng ta cứ đi tẹo không lên đây. Này Đức ơi, cầm điện thoại bố. Từ đâu? Bắt cho cú bát à? Nó cải nó xanh. Cú bát à bố? Cú bát à? Có chuồng nhà bát với mày. Chả bát nữa, chả bát nữa, có các bát đây. Ừ. Bát trong đây chỉ lên 29 này. Cái gì vậy? Qua ai câu muộn thế bác nhỉ? Qua ai câu đâu? Câu ao này nè. Thế cho bác ớt chứ ai? Đây nè. Câu đèn phao đèn hoa này. Thế chả biết được. À, bác Tuấn đi sao ấy? Dùng theo kia. Bộ đội thế nào? Ai? Bộ đội à? Rồi. Này, tao được 5 con mày chưa được con nào? À đây, cá. À, bắt con to không nhỉ? Tâm cả cái này. Không vừa tung cho một con nhá. Gấu giờ mới được con. Gấu giờ được con. Gấu giờ mới được con. Bốn con đây cha. Linh chuẩn bị tinh thần. Wow. Như ở đây là bãi. Uầy. Linh nào ngã ướt từ cổ xuống rồi. Chạy vào đây. Đừng vào tân ninh. Nóng có mẹ kia. Đông không mưa nhỉ? Đông tuệt. Âu, lại cái cây này. Tân ninh lại đằng kia đi. Vâng, ngay phải. Mùa chân đâu là thấy đấy. Áo mằng ngày xưa nó còn chưa đắt to hơn bé. Áo giờ đỏ. Rồi nhanh lên, tao được con nữa này. Sao mua được 6,2 con. Ờ nhanh lên, gấu mới được có con rồi. Vương cháu yêu được 3. Thế không chuyển vào à? Chuyển 3 con. Gấu đang chuyển 3 con vào. Khởi mà lém lại lém xuống bờ bên kia. Ôi con ý được lên rồi. À chuyển vào bờ đi. Có một con bị chơi chui vào bụi rồi. Chui vào bụi nào gấu? Kia. Đâu mày ném thế nào vậy? Đấy cận linh đâu. Thấy không? Cách trời. Thôi tí nữa tìm. Chuyển lên bờ đã. Ê, em thấy nào? Đây lấy cái này nữa. Ôi trời. Đứng im, đứng im đấy. Ôi, để tao vào ấy cho. Đừng lấy rồi, thằng Nga. Kéo xuống. Mắt thẻ chạy. Rồi mang về đi. Mang về. Mang về quay phim. Nào mang lên đây. Ôi ba con cá thôi lên đây đã. Ra cho được một đứa một con này. Ba
Tháng về gấu rồi. Thôi mang lên đi ra. Vâng. Ở nhà. Rồi, thả đây. Đây cho mình cái túi này. Thả vào đây để quay phim. À không. Thế thì mình không biết ha. Mình phải đi. Thua. Lên trên này các bạn đi. Bắt được con to này vào dưới con bé lắm. Gấu đứt rồi. Mày chụp ảnh nha, mày thế hả? Dạ. Chụp ảnh à? Quay phim ạ. À mấy phim à? Cháu ơi. Cháu ơi. Cháu lên như thế này. Ờ. Cháu ơi. Cháu ơi. Cháu ơi. Cháu ơi. Cháu ơi! Đang lên! Lên đây, lên đây! Chán thua dưới này chẳng có đâu. Tao bắt một con, tao bằng ba con bọn mày ấy nhá. Trên này những con to lắm. Dạ? Trên này những con to lắm. Đúng rồi, trên này những con to bắt con to. Dưới này như kiểu là toàn con nào. Thế à? Với cả chẳng có mấy. Ơ, cộng nữa. Ôi ôi. Cậu ơi. Lên đây. Đây này. Đây à. Cái này được nhiều nhỉ. Được 3 con liền. Được 3 con. Ông bằng giàu không? À. Ông bằng giàu không? Lý anh trai trai á. Vâng. Không, bố mới bắt thì chúng ta sẽ về mà dùng như này. Tới như vậy. Mang về mà ăn đây. Đây, có xem này. Đây cháu này. Cái chai to này. Ồ. Hay không? Này. Đây 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 cháu. Đây 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 đây. Rồi, anh tung lên nha. Nó còn bắt được con vừa để tối qua đây. Anh tung lên thán xuống. Đây. Mất ở đây hả? Anh mắc quá. Chúng nặng phê đấy. Bọn này không dính ra thì nhắm vào đầu bây giờ. Hai con. Rồi. Cái to này. Gấu ơi lên đây đây. Thế nhà to nhỉ. Ở dưới kia vừa không có mà lại vừa bé. Ôi. Cái chai to. Con đậm mát. Trời cút. Bố ơi.
Cái ao này à? Xuống. Ở đâu rồi? Đi xe tìm. Ôi. Sao mày ăn này vậy? Sao mày ăn này vậy? Ô, mày lại gần đây. Tiến lại gần đây. Nhiều bùn chế bác nhỉ? Ừ. Nhiều bùn lắm. Hôm trước không nhiều lắm này đâu nha. Một chút kiểu trâu hơi đầy. Con to lắm. Đấy, cậu cũng được chứ cậu. Con to mà, thì là con to. Đó. Nhá. Thế không, cậu bắt ra ông dưới. Rồi, xuống dưới. Khó con bò. Đây, con bé. Bé thả. Ba con vừa đấy bắt được con vừa để đến khoa. Lao ơi! Lao ơi! Lao ơi! Được ba con. Ờ, nhiều nha. Siêu quá. Con to lắm. Gấu không bắt cái làm trò gì vậy? Kéo cá mà. Cả hai con này nữa. Để vào tôi. Hai con to. Lỏng luôn này không cố. Để. Đã được 4 năm. 4 năm con rồi. Nào đi xem bắt chơi chơi rồi. Oai nhỉ. Lỏng ra nó kia đó. Ngay hôm nay cho cố ông cái này phát xuống. Nào ơi. Nào ơi. Cười cái con. Nào cười cái đi. Nó cười. Nó cười. Nó vành mồm á. Chú Linh chú xuống đây không? Linh có điện thoại này à? Ai bảo người đi cho đi. Ok. Ok. Gấu làm gì ơi? Hả?
Cái gì mà cứ đần thối ra đây? Nào, trước không cầm theo móc cái dây. Ôi, mấy đứa không đổ con áo tao mương kìa. Con áo kìa. Cái bóng đâu à, cảnh? Bóng đây. Ôi, cái này sâu thôi. À. Em đây bộ. Ôi. Nó lại gần đây. Mấy đứa không câu đâu, dây móc vào nhau. Mà ném hết con áo tao đất rồi. Đâu có nói gì tao móc nó còn khờ hơn đấy. Con giả thì quản đây là con chụp tay xuống. Con thì đã ăn đâu mày ơi. Ăn thì trả cho con bảng đây. Nào thằng Đức móc vào tay nhau bây giờ. Thằng Đức cầm lưỡi câu à? Hả Đức? Đem. Mày là con tao chứ là con nào? Ôi ở dưới này thôi bác ạ. Không có đẩy sâu lắm. Cố bắt được chưa? Bắt được đem. Không nguy hiểm ạ. Chưa ta bắt cá. Đem ra này. Không lại đây cơ. Đem ra chỗ bá này. Bắt đi. Ừ, cái nào của tao bốn con này. Không hết trắng cho tao. Đây chạy chạy. Đây chỗ thân này. Đây. Đây. Khoảng được khối. Đây. Bác Trang bắt nhiều hết đấy. Đây, được 6 con. 6 con được quần 16. Ủa lấy con. Nhanh đi. Hay là để con nhảy xuống. Không, nhảy trượt ngã luôn. Con có ủng thầy. Đấy, nhớ chưa? 3, 4 con. 3, 4 con thì ăn đất thì chủ yếu bắt rồi lấy mấy con lấy viên ngọc thôi. Anh này có không bác? Anh Đức. Con to là có. Quay phim chính ngon rồi ăn. Quay phim chính ngon rồi ăn. Chuyển bị nhiều lắm cả. Có con 5-6 cân cơ. Ái giả cái loại ý cả vào. Hôm nay Sáu thằng Đức bắt được con to như cái đĩa lại thả. Ôi. Ê. Mà chưa còn. Vừa sao mà chắn lướt ấy, cá gì? Ơ bơ này làm gì? Nó hơi bé, thả ra để mình giống. Chú xuống rồi. Mày xuống không mà bác xuống. Con này chú xuống rồi. Ừ, xuống đi, xuống rồi, xuống rồi, chú ao. Ơ, ngộ đi. Không nắm lộ còn bảo người ta. Ảnh quay phim. Đây, đem đây, dụng này. Tao tung đâu? Mà cứ lại đây. Có con rất đẹp nha, được. Có con lại tròn bạn. Hãy ném vào dùng. Bố cứ tung đây. Đây, tung nó lặn được quần. Bố tung này. Đằng nào. Ao nhìn gì loàn chưa? Cậu có. Dạ. Cậu lãn bảo đấy. Hạ này. Ok. Ao gì loàn chưa? Khéo lắm con to. Con khéo thì ném được. Tớ đi. Ao vào loàn mới là nhiều. Ủa. Bằng hết nó còn lên rồi. Đây là hạ này. Đây ghê nhỉ. Ninh. Hả? Chặt hộ vào xô. Chặt hộ vào xô kiếm một quả to. Cái đấy của mày đấy. Được bao nhiêu con vậy hằng? Lớn đó. Sao không biết. Sao mày thằng đi bắt cá? Này đây ơi. Đấy. Hả đấy. Con tròn thế. Ở trong xô được bao nhiêu con rồi Ninh? nhiều hơn cả của Đức của Cảnh, nhiều hơn của Đức của Cảnh chắc chứ này. Ờ. Một mình cậu mò bằng nào ba người được nào. A à, quả thật to quá. To nhỉ, ba quả to đây phải có đâu. À mò phải cá mà chịu. À
Ôi trời ơi, ngoài con cá. Buộc chân đứng đâu cho nó ăn được. Bơ chân ta vô lại nữa. Vô lại nữa. Ờ buộc đấy. Cái kia này đứng không? Ôi, nó vi lợi lượng quá, mình cũng có quay vào. Ý là con nữa này. Đâu, ném bay ra. Chắc là ấy nhậm, rậm lắm. Ném bay ra. Sang bên này đứng đi. Mày cho mình phơi. Mình ơi, xuống không? Xuống lên. Nào, sang cảnh. Đầu tiên ra đấy nhá. Lấm về tắm. Hôm nay thì 29 cả nước nghỉ ngơi là gì chả tắm được buổi. Sáng vào đây có cái gì con? Cá. Cá. Cá nó làm vùng lò đây nhặn lắm. Quay video để cho đi lên để lấy lợn đi kia. Lào ơi. Lào rồi. Lào lên sóng này. Này. Cảnh thêm đứt lại bố cho này. Đếm xem bao nhiêu con rồi thì được nữa cho thì thôi. Lớn hết rồi. Lào ơi, chú Linh ơi. Lỗ ném đây. Lại đều con to rồi chú Linh nha. Kéo cảnh ăn trộm rồi. Cảnh ăn con trai này khỏe lắm. Ừ. Tôi lấy nhá. Tôi lấy cái đây. Không được. Em trả này. Kia nổi đi em. Phải phải đừng cha ra không có cảnh nó lấy trộm đấy. Lấy đồ con nào? Ông bập đấy. Ai à? Bán căng thế cơ à? Căng nhá. Căng rồi. Quỳnh! 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 Bán chẳng bán căng rồi! Bao nhiêu con này đứt? Xem đủ vơi chưa? Ai? Không biết không? Mười mấy con không? Đúng thế nào? Quỳnh! 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 Em lên nha! Em đi! Hai con! Đồ này lấy tao lại cho. Mày thích giữ à? Thôi, đến bao nhiêu con rồi? Dấu ăn hại thế. Ném đây nó lại mất luôn. 15 rồi. Ừ, thế thôi, đủ bữa rồi. Chưa, dấu này một con to nữa. Ừ, bắn được một con to nữa. Đây, một có con to đây. Mất luôn thật cậu ạ. Đủ luôn 15 con. Chưa à? Quay lại đi. Quay lại, nó ném chéo ra này cơ mà. Thằng Đức đây chả thế con gì. Đức có thế không? Đây rồi, bố nhặt được gì à? Không. Con khác, quay lại đằng này này. Đằng nào? Quay lại đằng này xa gấu đi tí. Không, ở đây. Tí gì? Ném một con ra đây mà giờ tìm không thấy. Ăn nó láng. Đây à? Không, con để em mở. Đây chứ. Thôi, tao lên thôi. Nếu mà vơ phải con khác đây thì con kia là gọi là số đỏ. Số đỏ sống. Dấu ơi, tao mày ra ngoài mát lạnh này nè. Không thể bờ đâu. Thụt sâu lắm. Đang bơi nửa nhiên thò tay xuống thụt các thứ. Em về đi. Thôi, nhiều lắm rồi, về đó. À, ừ. Bốn. Con. Bốn. Bây giờ mình hướng mấy cái túi là ôi trời.
con. Bổ sống luôn. Mấy lần trước luộc không ngon. Gấu đang tắm bùn kìa, nhìn gấu tắm bùn kìa. Luộc không phải lấy nước chứ. Vâng, luộc lấy nước. Nhưng mà không ngon mà. Chú Hoàng ơi, gấu đang tắm bùn. Thử mò cá xem có nó có vào không, nãy không thì vào. Nó túm được. Ôi giời, khí sái rồi, cá không ăn được. Mà hôm nay mò không gặp con nào. Quá à. Đâm vào con mà. Vừa đâm đây á? Không, ngoài kia. À, ngoài kia thì... Linh ơi! Linh ơi! Con hai con đằng này nữa. Sâu lắm. Ở bên này. Thôi nha, về đi. Về đi. Cúp Linh phần mô tả đi làm đâu về á? Đây, con này nữa, đây. Nó quay nhiều. Nó có cục đá ở đây à? Quẩn đây à? Nãy à? Nổi ấy. Bây giờ xuống vạch cái máy rác này là phải có vài con bé. Đấy, cái chỗ nước chảy xuống. Ai à, của ấy đây à? Nhiều hướng rồi. Linh. Mình cậu bắt là bằng ba người mình ấy, bằng ba người mình kém. Kém chẳng lốt. Đây xem. Đấy. Thế mới lạ nhá. Sao lại đi ra này nhỉ? Nó nổi nó lúc con bé. Anh trai ai thôi đi về. Cất đi xong. Bye bye. Gấu. Chào nha. Hôm nay chiến lợi phẩm được cái chỗ kia cho mọi người xem cái. Đây. Mọi người muốn xem bơi ao lội bùn thì like và subscribe kênh nhá. Thank you. Ơi, ui nặng phết, chỗ này phải được. Khoảng ngâm cái cây à? 60 cân rồi.